chào cả nhà đến kênh Long Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà năm mới an khang và thịnh vượng. Hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà xem chợ quê Cổ Cò của mình trong ngày 28 Tết. Hình như là bữa nay bà con cũng trưng bày bán nhộn nhịp rồi nha. Bông qua cái cây đi cuối đó. Cuối dưa hấu à. Cái đường này là đầu chợ dẫn vô trong nhà lòng chợ. Là bông này nè. Năm nay hình như mình thấy bông cũng không có đẹp lắm nha. Kiếm bông cái bông huệ rất là hiếm. Đây là hàng dưa hấu. Hai bên bà con bán cây rất là nhiều. Mình sẽ quay cho cả nhà xem cái đường, cái đầu chợ nè. Năm nay trái cây rồi có giá không? Bán không có giá trơn, bán được gì trơn. Nhiều người bán quá không? Luôn. Nhiều người bán. Nhiều người bán với chợ hôm nay thấy chậm quá, bán chậm. Dạ, thấy ai cũng buôn bán chứ ha. Ai nhiều người ra bán trái cây. Dạ, chúc buôn bán nhanh lẹ nha. Bữa nay 28 Tết rồi đó. Bác con một cái dưa hoàng kim đi. Dưa hoàng kim này cả nhà. Cô này là ở xóm của mình nha, mà mình không biết là bán trái cây nên mình ủng hộ một cái dưa hoàng kim. Mà trái đi. Dạ. Thì mình có mua sẵn trước rồi nè cả nhà. Cảm ơn con. Đây là hàng dưa hấu nè cả nhà. Hôm qua một khi mình cũng mua một cặp rồi. Dưa hấu năm nay nhiêu ký vậy em? Dạ 15 ngàn một ký. 15 ngàn một ký hả? 15 ngàn một ký dưa hấu xanh. Còn dưa hấu vàng à. Dưa hấu vàng nghe đó cũng khoảng 18 hay 20 ngàn vậy đó. Đây, dưa hấu dài nè. Dưa hấu dài thì 15 ngàn ký. Bây giờ phải mua nghe. Chúc buôn bán mau lẹ nha. Mình sẽ đi vào trong nhà lòng chợ cho cả nhà xem. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ ra ngoài cái dạ cầu của cò. Đây, cái này là buôn bán những rau củ quả. Đây là cái đường dưới dạ cầu đi vô nha. Cái nhà vô trong cái nhà lòng chợ tham quan bà con sẽ bà con mua sắm Tết như thế nào nha. Thì đi đường bắc bên điện thoại hơi rung cái nhà hàng cảm đây. Tí vào trong cái nhà lòng chợ ở đây bán lạp xưởng như quay. Chưa tới 7 giờ nên bà con còn mở đèn.
bán trái cây bưởi, bữa nay là bưởi bưởi da xanh. Đây là cái quầy ăn uống nhà lòng chợ của con. Bà con ăn sáng tấp nập nha. Sợ hả? Sợ hả? Ồ, lâu gặp nhau này dữ ta. Trời ơi, quay bà ông kìa đi sao. Cái hàng này bán bánh mứt nè. Nhưng mà bán trái cây trong đây bán lộn xộn. Bà con cũng có đăng ký rồi đó, nên dịp Tết này ban quản lý cho bán lộn xộn luôn để phục vụ những bà con xa gần. Đây hàng bà quay phải không? Mới mang của mình quay cho tập bánh. Năm nay bán được không chị? Trời ơi, bán cũng được, nó dai nó dai hả chị ơi. Chúc chị buôn bán thành công nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Trời đông, đông bà con đi chợ. Chưa đầy 8 giờ mà con đi chợ nghẹt hết trơn. Đây là hàng chai. Nè là hàng chai nè, bán đồ chai nè cả nhà đó. Dạ. Năm nay buôn bán có lý không gì? Đắt con ơi. Dạ, chúc gì buôn bán thiệt nhiều đắt nha, nhiều người mua. Năm nay buôn bán có lý không chị Diêu? Năm nay bán đắt lắm em ơi, trúng chợ. Năm nay ai có nói trúng chợ? Người than, người nó buôn bán không có lời, người nó buôn bán đó. Bà con mình là tính hay than vậy đó chứ. Chứ người nào cũng buôn bán tấp nập sôi nổi chứ. À, mình sẽ dẫn cả nhà xem quầy bán thịt heo nha. Quầy lén cô bán theo này bữa nay năm nay thấy cô đẹp quá. Năm nay buôn bán có lý không chị? Rồi cũng được, sống qua ngày được. Sống qua ngày được là được cả nhà. Năm nay là nó đẹp hơn mọi năm. Đẹp không bà hai? Con cũng vậy đó. Con năm nay là con không phải là con đẹp hơn mọi năm thiệt á. Già đó. Chứ đâu không phải là nịnh con vàng gì. Đẹp thì nó đẹp. Dạ con già rồi. Ê. Rồi con cảm ơn bà hai nhiều nha. Bà hổm cho gạo vô, cho mì bà hai không có vô. Không có vô. Trời ơi. Không hay. Dạ, dạ. Thôi dịp nào hả bà hai? Dạ. Chúc con năm mới cho trẻ đẹp không già nha. Dạ, cảm ơn bà hai nhiều. Đây là hàng mà bán thịt heo á. Nhưng mà nói tới bán đồ keo, dẫn ra nhà xem là chỗ bán hộp đây, bán cá, heo quay nè, đây bán cá gà vịt dưới đây nè. Vậy rồi. Năm nay bán cá hay sơn tụ quá ha. Nãy giờ chưa bán hàng, bán cái 5 kg nha. Ừ, cái 5 kg hết rồi.
đây là chợ cá gà vịt đó. Này thì bán cơm hải sản rồi hộp xay đó đó. Cái là cát hát lát để phục vụ cho bà con những ngày Tết nè. Năm nay buôn bán có lý không chị yêu? Bán chậm quá em gái ơi. Sao có người nó bán không kìa mà có người nó bán chậm là sao? Tại vì ai biết, tại mấy chị bán chậm thì chị nó bán chậm. Chắc là nhiều người bán hay chị? Đúng rồi, nhiều người bán. Bán tại từ hồi mùa dịch tới giờ rất là nhiều bà con ra buôn bán để kiếm thu nhập á, nên bán chạy mà được không? Năm nay giờ chậm quá. Dạ rồi, cảm ơn chị. Mới chín là chín, bữa nay xanh xanh thì chỉ giá vàng. Đó là mùa bưởi, để chừng những ngày này thì bưởi bưởi da xanh bán bà con mua để chừng Tết á. Cam nó cộng với khoai mì nha cả nhà. Rồi cả thằng nhà thấy chợ mình tấp nập không, bà con chợ quá đông. Tại đây tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo. Chúc cả nhà năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc.